Xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài 133, bài Uynh Uýt. Chúng ta học vần mới đầu tiên. Đó là vần Uynh. Hãy phân tích cho cô vần Uynh nào. À, vần Uynh có âm U đứng trước, âm Y đứng giữa, âm Nhờ đứng cuối. Chúng ta sẽ đánh vần vần Uynh như sau: U Y Nhờ Uynh, U Y Nhờ Uynh, đọc trơn Uynh Uynh. Chúng ta quan sát đây chính là hình ảnh họp phụ huynh. Phụ huynh là cha mẹ của học sinh, chúng ta gọi là phụ huynh. Họp phụ huynh có nghĩa là họp cha mẹ học sinh. Chúng ta cô có từ họp phụ huynh. Trong từ họp phụ huynh, tiếng huynh có chứa vần uynh. Chúng ta hãy phân tích cho cô tiếng huynh nào. Tiếng huynh có âm hờ đứng trước, vần uynh đứng sau. Đánh vần cho cô tiếng huynh. Hờ uynh huynh, hờ uynh huynh, đọc trơn huynh. Chúng ta chuyển sang học vần thứ hai. Vần uynh, cô thay âm Nhờ thành âm Chờ, cô được vần mới, đó là vần uýt. Vần uýt có âm U đứng trước, âm Y đứng giữa, âm Chờ đứng cuối. Đánh vần U Y Chờ uýt, U Y Chờ uýt, đọc trơn uýt. Quan sát hình ảnh, chúng ta thấy các bạn đang chạy đúng không? Chạy rất là nhanh và mạnh, ta gọi là chạy huỳnh huỵch. Chạy huỳnh huỵch. Trong chạy huỳnh huỵch, tiếng huỵch có chứa vần uynh. Huỵch. Phân tích cho cô tiếng huỵch nào. Tiếng huỵch có âm hờ đứng trước, vần uýt đứng sau, dấu nặng dưới âm y. Đánh vần hờ uýt huỵt nặng huỵch. Hờ uýt huỵt nặng huỵch. Đọc trơn huỵch. Chạy huỳnh huỵch. Chúng ta vừa học hai vần mới, đó là vần uynh và vần uýt. Hai vần mới có điểm giống nhau, đều có âm U đứng trước, âm Y đứng giữa. Khác nhau, vần uynh có âm Nhờ đứng cuối, còn vần uýt thì có âm Chờ đứng cuối. Chúng ta vừa học hai tiếng mới, đó là tiếng huynh và tiếng huỵch. Từ mới là từ họp phụ huynh và chạy huỳnh huỵch. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cho cô. U Y Nhờ Uynh, Uynh. U Y Chờ Uýt, Uýt. Hờ Uynh Huynh, họp phụ huynh. Hờ Uýt Huýt nặng huỵch. Chạy huỳnh huỵch. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Tiếng nào có chứa vần uynh? Tiếng nào có chứa vần uýt? Chúng ta hãy quan sát và đọc thầm các từ dưới mỗi bức tranh. Các em hãy đọc to. Uynh, uýt, ngã huỵch, đèn huỳnh quang, huỳnh tay, huỵch tay. Bài này chúng ta sẽ dừng video lại. Chúng ta sẽ lấy vở bài tập và chúng ta nối cho cô các tiếng có vần uynh với vần uynh, tiếng chứa vần uýt với vần uýt.
chúng ta đã làm bài xong rồi, chúng ta làm bài rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên đây và xem đáp án của chúng ta có giống với của cô giáo không nhé. Bức tranh thứ nhất, từ ngã huỵch. Tiếng huỵch có chứa vần uých. Tiếp theo, bức tranh thứ hai, đèn huỳnh quang. Tiếng huỳnh có chứa vần uính. Bức tranh thứ ba, từ huỳnh tay. Tiếng huỳnh có chứa vần uính. Bức tranh thứ tư, huých tay. Tiếng huých có chứa vần uých. Về nhà chúng ta sẽ tìm thêm cho cô các tiếng có vần uính và vần uých ở ngoài bài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần tập viết. Chúng ta sẽ viết các vần uính, vần uých và từ huỳnh, huỵch. Vần uính có chữ U viết trước, chữ I, sau đó rồi đến chữ I, chữ nhờ. Vần uých cũng chữ U viết trước, rồi chữ I, rồi chữ chờ. Tiếng huỳnh huỵch, tiếng huỳnh viết trước, tiếng huỵch viết sau. Tiếng huỳnh có chữ H viết trước, vần uính viết sau, dấu huyền trên chữ I. Cách một ô ly rưỡi viết tiếng huỵch, chữ H viết trước, sau đó viết vần uých viết sau, dấu nặng dưới chữ Y. Chúng ta cùng quan sát video viết chữ nhé. Tiếp theo, trước tiên viết vần uính, viết chữ U cao 2 ô ly. Tiếp theo viết chữ Y cao 5 ô ly. Viết tiếp chữ nhờ, chú ý là chữ hờ cao 5 ô ly. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2. Tiếp theo viết vần uých, viết chữ U viết trước cao 2 ô ly. Tiếp theo viết chữ Y cao 5 ô ly. Lia bút lên trên bên dưới đường kẻ 3 một chút, viết chữ chờ. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2. Tiếp theo viết tiếng huỳnh huỵch, từ huỳnh huỵch, tiếng huỳnh, chữ hờ cao 5 ô ly. Liền nét bút viết tiếp vần uính. Chú ý độ cao chữ Y, kéo xuống bên dưới đường kẻ ngang đậm, đường kẻ 1 đấy là 3 ô ly. Dừng bút ở trên đường kẻ ngang 2, viết dấu huyền trên chữ Y. Cách 1 ô ly rưỡi viết tiếng huỵch, chữ H viết trước. Tiếp theo vần uính viết sau. Vần uých viết sau, xin lỗi. Tiếp theo, cách một ô ly rưỡi viết tiếng huỵch, chữ hờ viết trước, vần uých viết sau.
nặng ở dưới chữ y. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tiết 2, đó là phần luyện đọc. Chúng ta sẽ quan sát bức tranh của bài đọc. À, chúng ta thấy ở đây là con hà mã đúng không nhỉ? Đấy. Và đây là thầy giáo hà mã. Và hà mã thì đang tập bay. Đấy. Vậy thì hà mã có bay được không? Hà mã làm như nào thì có thể bay được? Chúng ta sẽ cùng nghe cô đọc bài đọc này nhé. Hà mã bay. Hà mã muốn bay, chú chọn một bãi rộng, khuỳnh chân lấy đà. Nhưng lính quýnh mãi, chú vẫn chẳng bay được. Chú nghĩ mình nặng quá. Để giảm cân, sáng sáng chú chạy huỳnh huỵch. Sau một tháng, chú leo lên mỏm đá, nhảy vọt lên, nhưng lại rơi huỵch xuống đất. May quá, bố chú đã ghi tên chú vào lớp học nhảy dù. Thế là hà mã bay được lên bầu trời. Thật tuyệt. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Đây là bức tranh minh họa bài đọc Hà mã bay. Vậy chúng ta có thấy con hà mã biết bay không nhỉ? À, vậy thì hà mã làm thế nào có thể bay được? Chúng ta sẽ cùng đọc bài đọc hôm nay thì sẽ biết được điều đó nhé. Chúng ta sẽ cùng quan sát và đọc thầm theo. Hà mã bay. Hà mã muốn bay, chú chọn một bãi rộng, khuỳnh chân lấy đà. Nhưng lính quýnh mãi, chú vẫn chẳng bay được. Chú nghĩ mình nặng quá. Để giảm cân, sáng sáng chú chạy huỳnh huỵch. Sau một tháng, chú leo lên mỏm đá, nhảy vọt lên, nhưng lại rơi huỵch xuống đất. May quá, bố chú đã ghi tên chú vào lớp học nhảy dù. Thế là hà mã bay được lên bầu trời. Thật tuyệt. Trong bài này chúng ta chú ý cho cô một số từ ngữ sau. Khuỳnh chân. Lính quýnh. Lính quýnh, đó là lúng túng vụng về do mất bình tĩnh đến không tự chủ được chân tay. Tiếp theo đọc cho cô từ tiếp theo. Huỳnh huỵch. Rơi huỵch. Trong bài đọc gồm có các câu: một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, năm câu, sáu câu, bảy câu, tám câu, chín câu, mười câu. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc từng câu một. Chúng ta sẽ đọc thầm, sau đó chúng ta sẽ đọc to từng câu một cho cô. Hà mã bay. Chúng ta đọc cho cô câu thứ nhất. Hà mã muốn bay. Tiếp theo đọc câu thứ hai, chúng ta chú ý có dấu phẩy. Chúng ta sẽ ngắt hơi ở chữ dấu phẩy nhé. Chú chọn một bãi rộng, khuỳnh chân lấy đà. Đọc tiếp cho cô câu thứ ba. Nhưng lính quýnh mãi,
chú vẫn chẳng bay được. Chúng ta đọc liền hai câu. Thứ ba và thứ tư. Chú nghĩ mình nặng quá. Đọc tiếp cho cô câu thứ năm. Câu thứ sáu. Để giảm cân, sáng sáng chú chạy huỳnh huỵch. Đọc tiếp cho cô câu thứ bảy. Sau một tháng, chú leo lên mỏm đá, nhảy vọt lên nhưng lại rơi huỵch xuống đất. Đọc tiếp cho cô câu thứ 8. May quá, bố chú đã ghi tên chú vào lớp học nhảy dù. Đọc tiếp cho cô câu 10. Thế là hà mã bay được lên bầu trời. Đọc cho cô câu 10. Thật tuyệt. Như vậy chúng ta vừa đọc vỡ từng câu một. Bây giờ ở bài này cô sẽ chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến chỗ chú vẫn chẳng bay được. Đoạn 2 từ chú nghĩ đến rơi huỵch xuống đất. Đoạn 3 từ chỗ may quá đến hết. Chúng ta sẽ luyện đọc từng đoạn một. Chúng ta chú ý khi đọc đoạn, chúng ta gặp dấu phẩy chúng ta sẽ ngắt hơi, còn khi đọc dấu chấm thì chúng ta sẽ nghỉ hơi lâu hơn là dấu phẩy. Chúng ta sẽ đọc đoạn 1 cho cô nào. Hà mã bay. Hà mã muốn bay, chú chọn một bãi rộng, huỳnh chân lấy đà. Nhưng lính quýnh mãi, chú vẫn chẳng bay được. Tiếp theo chúng ta đọc cho cô đoạn 2. Chú nghĩ mình nặng quá, để giảm cân, sáng sáng chú chạy huỳnh huỵch. Sau một tháng, chú leo lên mỏm đá, nhảy vọt lên nhưng lại rơi huỵch xuống đất. Đọc tiếp cho cô đoạn 3. May quá, bố chú đã ghi tên chú vào lớp học nhảy dù. Thế là hà mã bay được lên bầu trời. Thật tuyệt. Ở nhà chúng ta sẽ luyện đọc cả bài này cho bố mẹ chúng ta cùng nghe nhé. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Trả lời các câu hỏi. Ý A. Hà mã bố giúp con bay lên bầu trời bằng cách nào? Ý B. Theo em, con người bay lên bầu trời bằng cách nào? Chúng ta sẽ trả lời câu A cho cô. Hà mã bố đã giúp con bay lên bầu trời bằng cách nào? Hà mã bố đã giúp con bay lên bầu trời bằng cách là đăng ký cho hà mã con vào lớp nhảy dù. Ý B. Theo em, con người bay lên bầu trời bằng cách nào? Chúng ta hãy cùng quan sát các hình ảnh này. Con người thì không thể tự bay lên bầu trời được, mà con người rất thông minh các em ạ. Con người đã sử dụng một số phương tiện khác để đưa con người lên trên bầu trời. Đó là có
con người đã sử dụng khinh khí cầu để bay lên bầu trời. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng máy bay để chúng ta bay lên trời. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng tàu vũ trụ. Đấy, đây là những phương tiện mà chúng ta thường dùng để sử dụng để chúng ta bay lên bầu trời.